Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Ninh. Kính thưa ông Vũ Xuân Hùng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường. Kính thưa ông Nguyễn Trung Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân. Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống và phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn phường, được sự nhất trí của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Ninh, hôm nay ngày 20 tháng 1 năm 2024, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thị Cầu trọng thể khai mạc chương trình Sắc màu văn hóa ẩm thực Thị Cầu, khai trương tuyến phố đi bộ và giới thiệu quảng bá sản phẩm truyền thống phường Thị Cầu, chương trình nghệ thuật Chào Xuân Giáp Thìn. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thị Cầu, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và các đại biểu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các phường trên địa bàn thành phố đã đến dự chương trình Sắc màu văn hóa ẩm thực Thị Cầu ngày hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, việc khai trương và đưa vào hoạt động tuyến phố đi bộ của phường Thị Cầu hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự cố gắng, quyết tâm của cán bộ và nhân dân trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Thị Cầu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tuyến phố đi bộ sẽ trở thành một địa chỉ, một điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức giao lưu sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí, khám phá ẩm thực của nhân dân địa phương và quý khách khi đến với phường Thị Cầu. Từ đó, thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển, góp phần vào tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa quê hương, hướng tới văn minh đô thị, văn minh thương mại và công dân thân thiện. Với ý nghĩa đó, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thị Cầu, tôi tuyên bố khai mạc chương trình Sắc màu văn hóa ẩm thực Thị Cầu, khai trương tuyến phố đi bộ và giới thiệu quảng bá sản phẩm truyền thống phường Thị Cầu và chương trình nghệ thuật Chào Xuân Giáp Thìn 2024. Nhân dịp chuẩn bị đón chào Xuân Giáp Thìn 2024, xin kính chúc quý đại biểu cùng toàn thể nhân dân luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và nhiều thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thị Cầu. Quý vị thân mến, một mùa xuân nữa lại về trên quê hương, tiếng xuân náo nức lòng người, rạo rực đất trời. Bởi mùa xuân chính là mùa của sinh sôi, nảy nở, mùa của những hy vọng tràn đầy. Và với mỗi người con đất Việt của chúng ta, thì Tết là dịp để các thành viên trong gia đình được quây quần tụ họp bên nhau, đón một năm mới thanh thản, an vui, đánh dấu sự khép lại và tiếp lấy sự mở màn một năm mới với nhiều điều mới đang chờ đón chúng ta. Mà nằm trong chuỗi các hoạt động chào năm mới Xuân Giáp Thìn 2024, khai trương tuyến đi bộ và giới thiệu quảng bá sản phẩm truyền thống phường Thị Cầu, ban tổ chức đã tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là chương trình nghệ thuật gồm 3 chương. Chương 1 với tên gọi Mùa Xuân Dâng Đảng, chương 2 Giai điệu Mùa Xuân và chương 3 Sắc Xuân Kinh Bắc.